Tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Sự lễ có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn bền bỉ, kiên cường, sáng tạo, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển. Trong hành trình 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì từ 7 đến 8% một năm. Từ năm 1991 đến năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 80 lần, GDP bình quân đầu người tăng 61 lần, thu ngân sách tăng 30 lần, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 223 lần. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trước tình hình mới, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống xã hội, tỉnh cần có giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho tỉnh Tuyên Quang.